Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm xe lưng hàng Heli lắp bộ công tác kẹp vuông. Bộ công tác này có tên gọi tiếng Anh là bêu cờ lêm. Nó có tác dụng kẹp những kiện hàng với chất lượng, với chất liệu như kiểu là giấy này, sơ sợi này, vải, có dạng hình khối. Và bộ như bộ kẹp các bạn đang xem đây thì có thể có sức kẹp tối đa lên khoảng 2 tấn 2 đến 2 tấn 3 khi lắp trên xe 3,5 tấn. Nhưng đây tất nhiên là khi lắp trên xe 3 tấn thì cái tải trọng nó lên tối đa khi kẹp thì có thể là rơi khoảng 1,8 tấn. Đây là chiếc khung lưng 3 tầng lưng đóng công tia lơ có tên gọi là ZM450, chiều cao lưng tối đa 4,5 mét. Đây là xe lưng 3 tấn số sàn. Đây, cơ cấu số sàn, cơ cấu số sàn. Và xe lưng lắp bộ kẹp thì thường sẽ là thiết kế là có bốn tay điều khiển. Tay điều khiển thứ nhất là tay điều khiển lưng hạ, tay thứ hai là tay nghiêng cả, tay thứ ba là điều khiển bộ dịch dịch ngang hay gọi là dịch giá của bộ kẹp, và tay thứ tư là tay điều khiển kẹp ra mở ra bộ giỏ. Chiếc xe lưng 3 tấn bên mình còn trang bị thêm một lọc gió, và đây là mình đang lắp biển số cho khách hàng ở Hưng Yên để khách hàng có thể sử dụng việc tham gia giao thông thuận tiện hơn. Tất nhiên vì các bạn mà sử dụng kho xưởng thì có thể là không làm được, và sau đây mình sẽ thực hiện thao tác của bộ kẹp. Đây, mình đang thực hiện thao tác lưng hạ. Các bạn có thể thấy là khi lưng lên chiều cao khoảng gần 1 mét nhưng mà khung chưa thay đổi. Đó chính là cái ưu điểm của khung truy công 4,5 mét, nó được gọi là chiều cao lưng tự do tương đối lớn, nó rơi khoảng 1,5 mét. Và đây là thao tác nghiêng ngửa. Các bạn có thể thấy là đối với cái đốt nghiêng ngửa thì 4,5 mét nó sẽ có thêm cái giới hạn hành trình, bởi vì nó đảm bảo cho việc là khi ngửa vào chỉ được 6 độ thôi, và khi ngửa ra cũng được 6 độ, nó khác so với những chiếc khung lưng 3 mét. Rồi, sau đây mình sẽ thực hiện thực hiện thao tác kẹp. Đây là cần thứ ba, điều khiển là dịch cả hai bên. Ga lên. Đấy. Đây. Kẹp có thể dịch sang hai bên. Bộ kẹp này bên mình có thể kẹp được tối đa là khổ 2,4 mét. Đây, sau đây là cái cần kẹp mở ra. Đấy. Đây, độ mở của kiện hàng nó rơi khoảng 2,4 mét. Rồi. Nó kẹp nhỏ nhất bộ này nó sẽ được khoảng 1 mét. Cứ ga lên. Đấy. Đây là khi kẹp nhỏ nhất lại. Kẹp nhỏ nhất nó chắc là khoảng dưới 1 mét, chắc là khoảng 5. À đây là khoảng 500 phân thôi. Lại đấy, lại ta ga lên. Đấy, đây là nhỏ nhất khi mở ra. Đấy, đây mở nhất. Đấy. Khi mở rộng thì cái chiều cao dịch nó sẽ, cái khoảng dịch nó sẽ bị hạn chế. Bộ kẹp này của mình chính xác là khoảng 500 đến 2,3 mét, 2,4 mét nhé. Và sức kẹp tối đa là khoảng hơn 2 tấn hàng. Nếu mà các bạn cần hỗ trợ hay là cần tư vấn báo giá chính xác thì vui lòng liên hệ trực tiếp với cái số hotline bên mình. Mình sẽ để ngay dưới video. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video bên mình.